sự tên của ca khúc này là tên chính xác là Ngoại ơi con về, nhưng trong ca khúc này nó có cụm từ là một tổ cha mày, cho nên là chắc có lẽ là mọi người nghe cái câu này rất là quen thuộc đối với các ông bà hay mắng yêu con cháu của mình, cho nên là thuộc nên kêu cái bài hát này tên là một tổ cha mày luôn à. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, bài này thì chắc là hẹn lần sau quý vị thôi à, hay là Cẩm Ly có thể hát cho quý vị nghe một vài câu mà, tại vì nó mới quá, Cẩm Ly cũng chưa có chuẩn bị nha, quý vị có đồng ý không ạ? Câu nào đi ta, chắc câu đó luôn ha. Mồ tổ cha mày không về mà thăm đất quê, mồ tổ cha mày đêm ngày ngoài thương nhớ con, ngoái mong nhìn sang bên kia sông, mơ mơ đò đưa ai qua sông, tóc trắng lưng còng thương ngoại con về. Rất nhiều, nếu quý vị đã yêu mến ca khúc này thì Cẩm Ly về sẽ tập cho thật kỹ, để nếu có dịp lần sau trở lại chắc chắn là sẽ gửi đến tất cả quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều.